Xin chào tất cả mọi người. Và ngày hôm nay thầy Thành sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn một cái chủ đề liên quan đến kỹ thuật slide, những lý thuyết căn bản để cho chúng ta tham khảo tài liệu và từ đó chúng ta sẽ biết được là chúng ta đúng sai ở đâu. Và cùng đồng hành với vlog này đó là Nguyễn Văn Ban đến từ cơ sở tại Hà Nội. Và cái nội dung lý thuyết này nhằm phục vụ cho chủ yếu đó là trên thị trường những người chơi tennis cộng đồng trong Sài Gòn. Khi thầy Thành xa Sài Gòn thì Thành làm video clip này dành cho các bạn ở trong thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn tham khảo. Và bây giờ chúng ta sẽ đi chinh phục từng giai đoạn của kỹ thuật slide. Đối với kỹ thuật slide thì chúng ta hãy nhớ rằng đôi nhiều người nghĩ là slide là phòng thủ, nhưng thật sự slide có cả tấn công và slide phòng thủ. Khi nào tấn công và khi nào phòng thủ? Bản chất của việc tấn công và phòng thủ nó phụ thuộc vào tính chất của đường banh. Hai đó là gì? Cái ý niệm muốn, cái chiến thuật của vận động viên mà muốn đưa đối thủ sang một cái tư thế khó, tạo ra những cái tình huống bóng khác nhau liên tục thì người ta sẽ sử dụng kỹ thuật slide. Và phòng thủ khi nào? Khi mà trái banh nó đi quá xa thân người thì chúng ta sẽ sử dụng bộ chân footwork và kỹ thuật tay, kỹ thuật đánh bóng backhand slide. Và ngày hôm nay thầy Ban và cùng với thầy Thành sẽ chia sẻ với các bạn một cái chủ đề về một kỹ thuật slide backhand một tay, đúng không? Tay trái. Bây giờ trước tiên đi vào phần chính thì chúng ta cũng sẽ quan tâm đến vấn đề đó là số cầm sẽ từ bên forehand. Sau đó chúng ta sẽ tay trái chúng ta sẽ cầm vào đâu? Tay trái chúng ta sẽ cầm vào cổ vợt, đúng không? Sau đó là khi thực hiện bên backhand chúng ta sẽ xoay cổ tay trái vuông góc. Lúc này ấy, ngón tay trỏ của chúng ta sẽ đặt lên nền cước. Còn ngón tay cái chúng ta sẽ đặt ở bên hông và ba ngón tay còn lại phủ đều tự nhiên, bẻ vuông. Tay cầm chúng ta sẽ cầm cán số 2 continental, đúng không? Khuỷu tay chúng ta sẽ hướng. Thì đây đó là bắt đầu là giai đoạn của tư thế tay cầm xoay tay. Ngoài cái vấn đề tư thế chuẩn bị ra thì chúng ta yêu cầu có những cái tiêu chí. Một là hai chân rộng trùng đầu gối, đúng không? Đó là kết thúc mắt quan sát banh, thẳng lưng hơi nghiêng 15 độ phía trước trùng gối. Hai đó là xoay vai, chúng ta xoay đầu chúng ta giữ cố định. Lúc này vai của chúng ta sẽ chéo hướng vào trái banh, gần như ở tư thế bộ mở. Vợt của chúng ta lúc này sẽ hướng ra phía sau. Nếu mà bộ chân bước chân lên là bóng lỏng ở phía trước, chúng ta bước chân lên. Bước chân lên thì chúng ta sẽ chuyển được trọng tâm từ sau ra trước, đúng không? Lúc này ấy là chúng ta sẽ thực hiện swing, kéo mặt vợt cao, hạ xuống và đi ngang, tiếp xúc bóng ở phía trước mặt vuông góc. Lúc này mặt vợt của chúng ta không được phép quá ngửa, cũng không được phép quá nghiêng, mà mặt vợt gần như vuông và follow dài tự nhiên và kết thúc cao. Đó, tay trái của chúng ta sẽ ra ngang ra, mắt chúng ta sẽ quan sát sang bên hàng rào. Nào, tư thế chuẩn bị cũng chia làm 5 nhịp. 1, 2, xoay, 3, bước lên, đưa ra sau, 4, thả đầu vợt, tiếp xúc banh, 5, follow, kết thúc. Đó, và chúng ta làm chậm, free step, xoay, đưa ra sau, bước lên, xuống gối, follow, contact point, finish. Ok, đó là 5 giai đoạn. Vậy thì cái quy trình để tập luyện cái kỹ thuật slide như thế nào và yêu cầu điểm tiếp xúc bóng phải luôn ở phía trước mặt, điểm tiếp xúc bóng ở phía luôn trước mặt. Và quan trọng nhất đó là chúng ta sẽ để trái banh nó vào cước nhiều hơn và follow đi. Đó, kết thúc gần như mặt vợt và cánh tay chúng ta trên một đường thẳng song song. Đó, đấy là cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. My life wasn't perfect, yeah, I know that now. When it came crashing down, all I know is that I need you around. When it comes crashing down, all I need is not to feel so much alone. So step inside my zone, baby, you can give me everything I want. Everything I want. Còn cái vấn đề lực mạnh hay nhẹ nó phụ thuộc vào hơi thở của chúng ta và sự mong muốn của chúng ta. Còn cái việc mà slide chéo sân hay dọc dây
thì nó phụ thuộc vào điểm tiếp xúc với lại vị trí khoảng cách chân đặt. Đó. Và đương nhiên là kỹ thuật slide cũng sẽ có rất là nhiều bộ, gồm có bộ close, bộ open, bộ vuông góc và bộ semi. Semi trong những trường hợp như thế nào là có thể ta sử dụng banana slide, vân vân. Đó thì trong cuộc sống tập luyện phải luôn luôn có lý thuyết làm kim chỉ nam cho mọi hành động, thì chúng ta chắc chắn trong thời gian ngắn chúng ta sẽ không bị có quan điểm chơi tennis sai. Kỹ thuật slide rất hay bị đau ở bầu bởi vì nhiều người bị dây khớp, mà dây khớp là một trong những cái kỹ thuật mà lỗi sai cực nặng, tôi đánh giá cực nặng. Đó, vẫn khi slide phải có độ, vẫn còn hơi độ co của khớp, thì để mà có một cú slide với cái trọng km trên 100 km/h thì thật sự đó là một kỹ thuật tương đối hoàn hảo, và đặc biệt khi ra được mạnh mà không chấn thương mới là vấn đề. Vậy thì xin phép được dừng cái clip về kỹ thuật slide cơ bản dành cho đối tượng người chơi phong trào cộng đồng tennis tại Hồ Chí Minh. Thì thầy Thành xin phép được dừng tại đây, và một lần nữa thầy Thành và thầy Ban xin kính chúc tất cả những người chơi tennis trên cộng đồng khắp mọi miền Tổ quốc có được một cái kiến thức căn bản để cho chúng ta có thể tham khảo, hỗ trợ mình và soi đường cho mình để chúng ta không mắc những cái sai lầm. Và VNTA có rất là nhiều những cái khoa học ở phía dưới, cộng với lại có một cái website về shop bán hàng online rất là giá trị, và lựa chọn những sản phẩm tốt nhất, giá tốt nhất để phục vụ với các bạn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những vlog tiếp theo. Xin chào.